Thanh Nguyễn, phóng viên của Đài Truyền SBTN kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi có mặt tại thành phố Toronto. Hôm nay có diễn ra một buổi lễ kỷ niệm khai sáng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân dịp 80 năm. Kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh của chúng tôi ghi lại. Tôn giáo là nền tảng vững chắc trong đời sống tâm linh của mỗi con người. Dù bất cứ ai sống ở nơi đâu cũng phải cần có niềm tin vào tôn giáo. Cách riêng tại Việt Nam có hơn 10 tôn giáo lớn và một trong những tôn giáo lớn đó là Phật giáo Hòa Hảo được xếp hàng thứ tư. Là một tông phái Phật giáo do Đức Quỳnh Cố Sổ khai sáng năm 1939, lấy pháp môn Phật học tu nhân làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia. Tôn giáo này lấy nền tảng là Đạo Phật, kết hợp với những bài sấm kệ do chính Đức Quỳnh Cố Sổ biên soạn. Hiện nay, trong thư viện của hơn 30 quốc gia trên thế giới, vẫn còn giữ những tài liệu sách báo về đạo giáo này. Nhân kỷ niệm lần thứ 80 ngày khai sáng Đạo Phật giáo Hòa Hảo tại Toronto, Canada, có tổ chức một buổi lễ kỷ niệm. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Hiếu, Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo tại Toronto, cho biết. Thanh Nguyễn, phóng viên của Đài Truyền SBTN kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có gặp ông Hội trưởng Nguyễn Trung Hiếu, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại vùng thủ phủ Toronto và Ontario, có kỷ niệm ngày lễ Đức Quỳnh Giáo chủ hôm nay. Kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh của chúng tôi. Kính chào ông Hiếu. Dạ, thưa ông, xin ông cho biết cái mục đích ý nghĩa của cái ngày lễ kỷ niệm hôm nay. Dạ, hôm nay là ngày lễ kỷ niệm khai sáng Đạo Phật giáo Hòa Hảo, ngày 18 tháng 5 âm lịch. Nhưng mà chúng tôi phải làm trước một vài hôm tại vì lý do là ở đây thì phải làm vào weekend. Do đó mà xin cáo lỗi quý đồng đạo, quý thính giả. Thật sự thì Phật giáo Hòa Hảo và Phật giáo truyền thống thì cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà Phật giáo Hòa Hảo thì một tôn giáo xuất phát từ Việt Nam do Đức Quỳnh Giáo chủ là người khai sáng đạo và cũng lấy cái giáo thuyết của Phật giáo làm căn bản. Nhưng mà theo Ngài thì cái vấn đề truyền giáo thì phụ thuộc vào cái dân tộc tính, do đó mà có một vài cái điểm mà đặc trưng, như là chẳng hạn như Ngài thuyết minh cái học giáo pháp, giáo lý học Phật tu nhân là mục đích đó. Thưa ông, có rất nhiều người còn đang thắc mắc là hiện tại Đức Quỳnh Giáo chủ Ngài đang ở đâu ạ? Thật sự thì vào cái ngày 16 tháng 4 năm 1947 hay là ngày 25 tháng 2 nhuận âm lịch thì lúc đó Ngài đã bị Dược Minh ám hại và Ngài đã biệt tích từ đó đến nay. Dạ. Thưa ông, trong cái Giáo hội Phật giáo thì có dành riêng cho người dân ở Việt Nam hay là chỉ cho tất cả mọi người trên thế giới? Đầu tiên thì Ngài khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo tại miền Tây nước Việt Nam thì dần dần đã trải rộng ra đất nước Việt Nam, nhưng mà từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 đến nay thì coi như là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rải khắp nơi trên thế giới, do đó mà có thể nói bây giờ Phật giáo Hòa Hảo lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Thưa ông, như vậy thì điều kiện như thế nào để mình được vào trong trở thành là một tín đồ của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo? Để trở thành tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì trước tiên thì vị đó phải hiểu về một phần giáo lý căn bản của Phật giáo Hòa Hảo, rồi đồng ý là theo giáo lý đó để mà tuân hành theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thì chúng tôi sẽ làm cái lễ để mà công nhận là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Tôn giáo luôn luôn là niềm tin vững chắc, không thể thiếu được. Dù bất cứ ai sống ở nơi đâu, tôn giáo vẫn không thể thiếu được. Thanh Nguyễn xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi có gặp một vị khách đại diện cho Hội Cựu Quân Nhân Ontario đến tham dự ngày lễ của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Kính chào ông Chính. Thưa ông, xin ông cho biết cái cảm nghĩ của ông là một vị khách đến tham dự cái ngày lễ của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi hôm nay được ông Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa vùng Ontario đề cử thay mặt đến tham dự buổi lễ khai sáng của Đức Quỳnh Giáo chủ bên Phật giáo Hòa Hảo. Thật ra đối với tôi thì tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo, thành ra cái sự hiểu biết tôi về giáo phái Hòa Hảo thì cũng rất là khái quát, không được rõ ràng cho lắm. Nhưng mà tôi đối với người Việt Nam chúng ta thì cũng có
cũng có nhiều giáo phái bên Phật giáo, cũng như bên Thiên Chúa giáo cũng có nhiều giáo phái khác nhau. Nhưng mà tiểu chung là tôi thấy rằng về tôn giáo thì cũng luôn luôn hướng thiện con người, muốn cũng dạy dỗ con người làm những điều thiện, tránh những điều ác. Thì đối với tôn giáo nào tôi thấy rằng cũng là một điều tốt cho con người. Vâng, tôi rất là hân hạnh được đến dự cái buổi lễ ngày hôm nay. Thì buổi lễ của tôi cũng đạo Phật, mà Phật giáo Hòa Hảo là một hội giáo hội mà tôi rất là trân trọng và kính phục từ bao nhiêu năm. Thành mỗi lần có dịp mà lễ mà được bên hội mời là tôi sẽ tham dự. Và từ đây cũng là một cái vinh dự cho giáo hội Phật giáo Hòa Hảo với tất cả những đồng môn đã tổ chức cái ngày đại lễ cho bên giáo hội. Thanh Nguyễn, phóng viên của đài truyền hình SBTN, tường trình từ thành phố Toronto, xin kính chào quý vị.